Mình đủ sao lần mua chừng 500 cái. Bữa nay mình mới biết thêm chuyện nhà nãy ông nhập thụ, ông về ông thăm cái ông á, thôi đẳng. Ông nói xưa ông là người cai quản cái mặt đất và dưới nước luôn, là mới biết vụ này. Nói vậy đâu biết đâu, mình tưởng đâu ông cai quản nước không, ngoài xưa ông cai quản luôn đất nữa. Bữa nay thì nước. Bữa lễ hôm nay là mình cầu xin cho nước Việt, cho thế giới nó rất là màu nhiệm và hữu hiệu. Quý vị hãy chờ xem. Chỉ có một cái là dù biết được là ở Mỹ này và ở Việt Nam sẽ có một con Covid mới. Quý vị kêu tất cả chúng ta phải về đọc kinh niệm chú ngồi thiền thêm, tại vì hiện giờ chưa xuất hiện phải không? Nhưng mà bây giờ báo trước cho mình rồi đó, thì mình ngồi đây đầu tiên là nghe biết chuyện này đầu tiên á, coi lại cái con gì không biết, con bích mới hay là con gì mình có thể cái bệnh lạ nào mình không biết, nhưng mà bây giờ báo cho mình biết để mình phòng ngừa vậy đó. Còn cái bài kính thiên nãy á, hồi xưa là mẹ cho là năm 1980 có bác đó làm chứng, ông bố đó ở trong tù không ở ngoài. Lúc đó ngài Địa Tạng, ngài Địa Tạng bên đó, rồi về Phật Bảo Ngâm, rồi một đống các chư vị đi trước. Có bố đâu kêu ông bố kể mới hay chứ mình ổng kể lại mình kể đâu có hay. Kêu ông búi tóc bạc. Búi tóc xuôi dài thượng đế rồi đấy. Kêu ông kể. Ai sư phụ kể là một chuyện, nhưng mà cái người mà thật sự trong câu chuyện còn sống ở đây còn được hai ngoe. Kể chuyện mà cái bài kính thiên ra đời á, rồi lúc đó những ngày Địa Tạng hay là những vị Bồ Tát á ngồi chỗ mát hình nè bố. Ngày mấy ngày đó đi trước rồi mẹ đi sau, rồi bài kính thiên ra đời thì cái buổi bài kính thiên ra đời như thế nào, thì cái phong cảnh buổi đó như thế nào thì kể cho mọi người nghe, chứ còn mấy con nghe thủ kể rồi, giờ nghe ông này kể đi. Bài kính thiên số 1, kính thiên đã chiếu xuống trần. Alo, alo. Kính chào chư quý vị hiện mặt hôm nay. Cái chuyện này nó xảy ra như vậy là gần năm 1979, 78 nữa, quên rồi, bây giờ 87 rồi, thành nó đi theo thời gian quên. Thì cái thời gian lúc đó đó thì có hai vị đây là Bác Trung và Bác Mài. Đó, thì hôm đó là buổi tối chuẩn bị mời chư vị, thì lúc đó tôi chưa có nhập vô trong nhóm 12 người, bên nhóm họ chỉ có 11 người thôi. Thì tôi ngay phong phanh là nói là chiều nay đó, anh Nhu, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ và ra đằng trước sân á, hái mấy cái hoa mà trong đó đã vô để tối nay làm lễ. Thì tôi á, có người bạn là ăn chung đó ở trên lầu, và tôi ở bên kia, thì nó nghe nói là sư Đại Thánh Mẫu đó, lúc đó nói là Thánh Mẫu thôi, Đại Thánh Mẫu á sắp giảng cơ để mà nói đạo. Thì lúc đó tôi đứng
Tôi nghe vậy là tôi tùng chủ lăng nghiêm. Bởi vì lúc mà ở trong tù á, được có mấy người họ giao cho mình tùng cái chủ lăng nghiêm. Thành ra quý vị mà khi nào mà làm lễ á, hay là buổi tối đó, cũng khu sáng, mình nên tùng chủ lăng nghiêm, rất là linh thiêng. Tôi ngồi tôi tùng chủ lăng nghiêm xong một cái á, thì có cái nhóm á, họ ở bên này, tức là có bác Mai này, 11 người. Đó, 11 người, còn như tôi á, là người 12 thì dỡ cái, nghe ngồi tùng chủ lăng nghiêm, nhưng mà bên cạnh á, thì nghe nói là sư mẫu, à, Đức Đại Thánh Mẫu giảng cơ. Mà Đức Đại Thánh Mẫu giảng là đi diễn tả, là đi một đoàn, là trước có tiên nữ, mua hoa, rải hoa xong, rồi có luôn Đức Địa Tạng Vương nữa, đi rồi mới đến cái kiều của Ngài tới, thì Ngài giảng ở ngay tại cái buồng ba trại Nam Hà, Hà Nam Ninh á. Thì tôi nghe như vậy rồi thì tôi mở cái quý vị khoanh lại một cái vùng đó, một cái nhóm riêng thôi, tôi dỡ cái bức màn lên, tôi chui qua. Thành ra 12 người, bên cái mới 11 thôi, chui qua là người thứ 12. Thì khi mà Đại Thánh Mẫu mà đọc xong cái bài kinh thiên rồi á, thì mình thấy rằng mình không có phần sự gì cả. Tôi trở về ngủ. Thì ngày hôm sau đó, buổi sáng đó, thì có anh Trừng Khải Trung này, là cùng một trong 12 người đi quanh tìm. Không biết sau đó Đại Thánh Mẫu nói cái gì. Thì nói là tối hôm qua đó, ở trong cái nhóm mà ngồi mà cầu cơ đó, thì có 12 vị. Mà tại sao điểm danh lại chỉ có 11 vị thôi? Thì ba cái anh bạn mà ngủ với tôi, anh nói là có phán nghe đó, nó tổn qua nó qua nó nghe. Thành ra tôi là người cuối cùng trong thập nhị nhân duyên để mà nghe cái bài kinh thiên đó. Thì cái bài kinh thiên đó là tôi nhớ từ cái dạo đó, rồi sau này mới nhớ lại mà viết ra. Đó là cái giai đoạn mà cái bài kinh thiên ra đời. Thì ở đây có cái duyên là có một Phật tử đặt ra cái bài kinh thiên bằng nhạc. Thì tôi thấy rằng nhạc cũng được, nhưng mà bên đạo Cao Đài Hòa Hảo á, họ thường ngâm thơ. Đó, họ ngâm thơ đó. Thì thơ lục bát. Thì thấy nó họ có thể họ tôi cũng có tập sơ sơ. Nhưng mà bây giờ để tôi ngâm lại cái bài kinh thiên để cống hiến cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ những lời mẹ khuyên. Nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả triền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng. Giảng cơ mở đạo khắp miền nước non, kính thiên mẹ chiếu cho con. Số trời đã định đâu còn bao xa, thương con mẹ dặn mấy lời rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau. Đại khái là như vậy. Cảm ơn. Quên ngâm á? Quên.
con mẹ dạy mấy lời. Thương rồi. Con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau. Vậy mới đúng. Cảm ơn quý vị. Bây giờ bố kể lại năm 2018 phải không? Đức Đại lúc mà cha về, tức là hàng năm á, là mấy vị về để mà chầu đọc sớ cha đó, là Đức Đại Anh Dương là ngài trận đạo là vua nước Việt. Thì ngài nói sao bố còn nhớ không? Lấy bà Kinh Thiên làm kim chỉ nam á, nhớ không? Để mà xây chuyển cái quả đi cầu này, nó có bác mãi nhớ mà. Thì đó đó, lúc đó bác Khuê còn sống. Bắt mày. Bố nói đi. Rồi cái giai đoạn nó nhiều quả thành nó bây giờ không biết là cái đoạn nào nữa. Không phải cái đoạn mà ngày Đại Thánh Dương á, ngày nói ngày tâu với cha đó. Rất là nghe chỉnh trọng á, là kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế. À cái bài đó là một cái bài. Cái bài đó là đáng lẽ là mình phải in ra làm một cái bản để mà trưng bày. Họ trưng bày cái thế giới này nó giật mình. Họ không có hiểu tới. Đó mấy chuyện loài người mà nó chuyện với thần Phật rồi nó chuyện thượng đế nữa. Mà in thành sách chắc cuốn sách này bán đắt dữ lắm. Không, con làm tỷ phú á. Bởi vì đây là cái bài. Chứ không mong tỷ phú. Tại sao còn có cái cặp giày nè. Tôi chỉ lột 30%. Còn mấy chục và giữ. Giữ lại bí mật. Nên là tử rào rột có truyền lại. Bởi vì lúc mà Đức Đại Thánh Vương, tức là ngài là quốc vương, một trong những vị quốc vương nước Mỹ là Đức Washington, nước Việt Nam mình là Đức Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo, và nước Tàu là Đức Quang Công, là các vị đó gọi là quốc vương của ba nước. Thì một lúc đó là Đức Đại Thánh Vương của mình dâng lên Đức Ngọc Hoàng như là một cái bài sở của một vị quan và dâng lên vua vậy đó. Mà cái thủ tục của nó rất là ấy, nhưng mà cái bài này rất dài, thành ra tôi không phải lấy ra đọc. Đây là một cái như là một cái tường trình của một cái cuộc họp tất cả các nè, thánh thần. Xuống. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ta Ngọc Hoàng Thượng Đế chào mừng tất cả đã hiện diện buổi lễ này. Ta khen ngợi các ngươi đã tổ chức chu đáo để đón tiếp ta và chư vị thánh mẫu cũng như chư thần. Đây là kỷ niệm 40 năm khai cơ Long Hổ. Thật thà quá rồi. Bố mà thật thà gì là Phật. 40 năm nhìn chung sự thành công quá ư là tốt. Đó là dù gặp nhiều trở ngại do tà ma phá hoại, hôm nay ta hạnh được nghe Đại Thánh Dương tường trình thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương trên họp cũng như mình mời ha. Cái bắt đầu cái ngày trận đạo ông đó, hạ thần là Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo của nước Việt Nam kính chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính chào mừng Đại Thánh Mẫu, kính chào mừng năm vị Thánh Mẫu năm châu. Nãy cũng có mấy vị đây nè, đầy đủ. Cùng các vị Thượng Thánh và các vị Thánh Thần, chính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôn kính. Kể từ năm 1979 mùa xuân năm đó, đường cơ Long Hổ ra đời với câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Và cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Nghĩa là mỗi lần mà cha mà về nói chuyện á, là cái trái đất mình nó thay đổi khủng khiếp. Chỉ cần cái bài Kính Thiên thôi, cái bài Hồng Tàn thôi á, là chế độ Liên Xô sụp đổ rồi. Còn ra cái bài Kính Thiên á, là cùng một lúc, là hai bài đó là nguyên cái chế độ Liên Xô sụp đổ. Hôm nay tới bài Kính Thiên số 2 á, là xong luôn, không còn
không còn cộng sản nữa. Do sự hướng dẫn của Đại Anh Mẫu, Ngài ban lệnh, đó là bài kính thiên, là mình đang nói bài kính thiên, cùng các chư vị thần thánh lo việc theo cơ vận, lấy bài kính thiên làm kim chỉ nam. Kim chỉ nam có nghĩa là gì phải không? Kim chỉ nam có nghĩa là khi trái đất mình hiện giờ lộn xộn, cái gì không biết sắp xếp làm sao, chỉ sắp để cho nước Việt sau này thành cường quốc, năm châu về chầu nước Việt mà chầu Minh Dương. Thì cái bài kính thiên là muốn làm được như vậy á, muốn cho nước Mỹ, nước Nga hay là Trung Đông hay là mấy thằng giàu quả mà nó nghèo lợi á, mà cho nước Việt mà giàu có, rồi nước Việt sẽ có vua á, rồi để cho tất cả các nước mà phục nước Việt á, thì là bài kính thiên này nè. Nó không phải riêng của người Việt mình, nó không phải riêng của đạo Hòa Hảo hay của Đường Cơ hay là của núi Thiên Long Sơn mình á, mà nó vận chuyển cả cái trái đất này á. Tại vì mấy thằng Mỹ, mấy thằng kia nó phải nghèo lợi, thì nước Việt sau này á, mới thành cường quốc được là nhờ bài kính thiên đó. Cái gì suy nghĩ đi, cái gì thích vậy đó. Theo cơ vận mới biết là giới phương chỉ nam, nhờ hưởng cơ trời mới biết cơ vận. Theo cơ vận biết thời cơ, vận dụng thời cơ, nắm giữ cơ đồ. Đó, mấy em gà mình dạy mấy bí thư hoài ha. Rồi hỗ trợ tù nhân nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ ngày về nước. Nhờ vậy mà tù nhân cải tạo vững vàng chờ đợi. Lúc bấy giờ chư thần đã ứng gây nhiều tâm lý ảnh hưởng vào ngày mai. Nhưng có ứng cơ báo hiệu rồi sẽ được lo lắng với câu thần tự do sẽ lo tất cả. Hãy yên đồ chớ ngại khó khăn mà buông việc nước mà quên việc thù. Cũng thập niên đầu báo cho các tù nhân cải tạo là ó kêu nam đáo lữ hành. Bố nói bài đó để biết rồi đó không? Ó kêu nam đáo lữ hành, gà vừa gáy sáng, hãy nhanh quay về. Tức là ó kêu nam đáo lữ hành á, tức là Mỹ á, ó mà biểu tượng cho con ó, nó lên tiếng một cái á, thì tất cả tù được thả ra và từ miền Bắc chuyển về miền Nam. Đó là Mỹ không? Đó là Mỹ lên tiếng cái là được thả. Là được thả và từ miền Bắc chuyển về miền Nam. Ó kêu nam đảo lữ hành, gà vừa gáy sáng, hãy nhanh quay về. Tức là tiếng gà đó, tức là cái gà điểm đó, tức là không cái trong cơ vận không hiểu được cái tiếng gà là gì. Gà vừa gáy sáng, hãy nhanh quay về. Khi giữ nhà quá chán chê, khi tức là Việt Cộng đó, quỵ nhà, khi giữ nhà quá chán chê, để cho rắn rết vào bê trứng gà. Người ta thì mặc người ta, có rồng hồ mình cứ đà mà đi. Vào rừng sư tử thiếu gì, cọp béo cũng có, cứ đi theo về. Tức là để mà mình đi ra khỏi nước rồi á, thì để lại cái đất nước Việt Nam cho thằng Tàu, cho thằng Việt Cộng nó giữ. Thì bao nhiêu là của cải á, khi giữ nhà quá chán chê, để cho rắn rết vào bê trứng gà. Tức là trong một cái nhà thì có nhà quê mà, có được một cái ổ trứng gà là quý, mà giữ nhà sao mà để cho tụi Tàu, tụi Nga đồ nó vô nó bê trứng gà hết đó, để cho rằng để vào bê trứng gà. Thì mà ngài khuyên người ta thì mặc người ta, tức là những người ở anh em ở tù đó và những người hiện có hiện đây này, người ta thì mặc người ta, mình có rồng hồ mình cứ đà mà đi. Rồng hồ mình đó tức là Đức Đại Thánh Vương và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, chư vị thánh thần có rồng hồ mình thì cứ đà mà đi. Vào rừng sư tử thiếu gì, tức là mình đi không phải riêng một mình đi, mà tất cả các anh hùng hào kiệt đều phải lần lượt về lại quê hương để mà xây dựng lại cái đất nước khi mà cộng sản không còn nữa đó. Vào rừng sư tử thiếu gì, cọp béo cũng có, cứ đi theo về đó. Vừa sư tử anh hùng hào kiệt rồi còn cọp béo nữa, tức là những cái anh em chiến sĩ đó là xuất ngoại trong đủ mọi trường hợp, vượt biên, vượt biển, rồi HO, rồi sẽ trở về để mới dừng lại cái quê hương đất nước mình. Đó là ơn trên đã ứng như vậy. Người ta thì mặc người ta, có rồng hồ mình cứ đà mà đi. Vào rừng sư tử thiếu gì, cọp béo cũng có, cứ đi theo về. Đó,